Đào cảnh là cây cho giá trị kinh tế cao, được trồng chủ yếu để chơi hoa vào dịp Tết, bởi đào có hình dáng thân và màu sắc hoa phong phú, đa dạng. Để có màu sắc và tạo được hình dáng cây như ý muốn của mình thì cần phải ghép trên các gốc ghép của hạt đào ăn quả hoặc đào hoang dại. Trong chương trình hướng nghiệp nhà nông kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và bà con cách làm bầu để cấy cây đào con, kỹ thuật ghép đoạn cành trên cây đào. Trong chương trình hướng nghiệp nhà nông hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và bà con kỹ thuật ghép mắt nhỏ có gỗ, kỹ thuật trồng và chăm sóc đào cảnh. Mời quý vị và bà con cùng quan tâm theo dõi. Nhỏ có gỗ, việc đầu tiên tôi cần làm là chọn cây để lấy mắt ghép. Đây là một khâu rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của cây đào sau này. Cây được chọn để lấy mắt ghép và cành ghép phải là cây có những đặc tính ưu tú nhất. Ghép mắt nhỏ thì có gỗ thì ta cũng chọn những cái cành ở giữa tầng tán. Cái mắt ghép của nó là những mắt ghép to, đều và khỏe, ít bị sâu bệnh hại nhé. Không phải tất cả các vị trí trên cây đều có thể ghép được, chỉ những vị trí cây đạt tiêu chuẩn thì khả năng tiếp hợp giữa cành ghép và mắt ghép là tốt nhất. Anh Kỳ chỉ cho tôi cách chọn những cây, chọn vị trí đạt tiêu chuẩn để mở mắt ghép. Chọn cái vị trí cành, thứ nhất là chọn một cái vị trí cành nhẵn nhụi. Vâng. Cái vị trí cành này không bị sâu bệnh hại, vâng. Không bị mắc cái bệnh chảy gôm. Vâng. Sau đó thì ta đã định vị được cái vị trí ghép thì ta tiến hành mở mắt ghép. Vâng. Sau đây thì tôi sẽ mở mắt ghép ở trên cây này. Đối với cây này thì tôi sẽ tôi chọn cái vị trí ghép là ở chỗ này. Vâng. Của cây. Sau đó thì để mở mắt ghép thì tôi tiến hành thao bước như sau. Thì cái mắt ghép của ta là ta sẽ lấy một cái mắt ghép ở trên cành ghép với một đoạn của mắt ghép là dài khoảng 2,5 cm và nó có chứa một ít phần gỗ của cái mắt ghép. Thì tương ứng như thế thì ta sẽ phải mở được cái mắt ghép ở trên cây. Ở cái gốc ghép cũng là một cái đoạn dài 2,5 cm và cái phần mắt ghép và cái phần ta mở gốc ghép nó phải tương xứng nhau. Đấy, thì cái phần mắt ghép ta lấy được nó phải bằng với lại cái phần ta đã mở gốc ghép ra. Vâng. hoặc là nó nhỏ hơn một chút. Vâng. nếu như nó to hơn cái phần mắt ghép nó to hơn cái phần ta mở gốc ghép ở đây thì nó sẽ cái mắt ghép nó sẽ bị chườm ra bên ngoài. Vâng. Thì cái phần tiếp xúc của nó sẽ bị kém đi. Thì ta đặt con dao chếch của một góc khoảng 35 đến 40 độ. Vâng. Sau đấy ta sẽ ấn nhẹ dao. Vâng. Thì cảm thấy nó sẽ đến phần gột nữa, phần gỗ. Thịt gỗ. Vâng. Của cây đào thì ta dừng lại. Vâng. Thì ta sẽ mở cái ta sẽ xác định từ cái vị trí ta đã ấn định ban đầu lên khoảng 2 cm. Vâng. Khoảng 2,5 cm thì ta tiến hành cắt vết cắt thứ hai cũng vào đến phần gỗ thì ta dừng lại. Vâng. Sau đó là dùng dao lách nhẹ cái phần vỏ của cây của cái phần ta đã ấn định bỏ đi, ta bỏ cái phần này đi. Đây, như thế này ta đã mở xong được mắt ghép. Vâng. Lấy mắt ghép. Vâng. Thì ta sẽ lột nhẹ cái phần mắt ghép để làm sao mà cái mắt ghép này nó sẽ chứa một phần gỗ, có nghĩa chứa một lớp gỗ nhỏ ở trong cái mắt ghép này. Đây, như thế này
thì cái mắt ghép này nó đã chứa một cái phần nhỏ là cái lượng phần gỗ nhỏ này, ngoài cái biểu bì vỏ ra thì nó còn chứa một phần cái gỗ nhỏ của mắt ghép bên trong. Đấy, thì ta tiến hành, sau khi lấy được mắt ghép thì ta tiến hành ghép vào với lại cái mắt ghép. Ta sẽ tiến hành quấn cái mắt ghép vào với lại gốc ghép. Thì việc quấn này thì ta tiến hành quấn chặt nhưng mà không được dày quá. Nếu dày quá thì sau này cái mắt ghép nó mọc lên thì nó mình sẽ thứ nhất là không phát hiện được. Thứ hai là nó cái mắt ghép nó sẽ có thể là bị hư hỏng tại vì là cái dây ni lông nó quá dày nó không qua được. Ở cách ghép này, quan sát anh Kỳ thao tác, tôi thấy có vẻ cách ghép này đơn giản hơn cách ghép đoạn cành. Tôi đã làm thử dưới sự hướng dẫn của anh Kỳ. Rồi, em làm thử nhé. Rồi, chị tiến hành ghép thử đi. Chị cầm dao như thế là chưa được. Thì để tôi sẽ hướng dẫn chị lại cái cách cầm dao. Thứ nhất là cầm con dao thì ngón tay cái ta là cái điểm tỳ. Vâng. Thì để tạo nên cái sự chắc chắn cho con dao, dao phải đặt góc thứ nhất là 30 đến 40 độ này. Vâng. Thứ hai là phải tạo nên cái sự chắc chắn. Vâng. Đây, như vâng. Như thế này sẽ tạo nên cái sự chắc chắn này. Ta chỉ ấn nhẹ là được. Vâng, vâng. Đấy. Và vâng, bên trên ta cũng vâng. Thế. Vâng, thì em sẽ làm thử. Đấy, ngón tay cái của chị để ra ngoài một chút. Không, ngón tay trỏ thì ta giữ lấy cây. À thế này. Giữ lấy cành cây, nhẹ nhàng. Em giữ, làm thế này thấy đúng ngượng quá. Đúng rồi. Nhẹ nhàng nào. Từ từ. Không, như thế là không đúng. Đấy. Đây thì là cái như thế này là chị đã làm sai, tại vì là thứ nhất này, vết chị đã tạo ra một cái vết mắt ghép là nó bị gợn sóng mà nó không ngọt. Cái mặt phẳng của nó hơn là không có mà nó tạo nên cái vết mở cái mắt ghép là nó rất chi là xấu. Mà nếu như mà mở mắt ghép như thế này thì sau này khi ta lấy cái mắt ghép đưa vào thì cái những cái điểm tiếp xúc là rất kém, thì tạo nên là cái mắt ghép nó có thể sẽ bị chết. Quan sát, tôi nhận thấy ghép mắt nhỏ có gỗ cần chú ý một số khâu như là mở mắt ghép phải gọn, dùng dao nghiêng một góc 30 đến 40 độ, khi lấy mắt ghép phải tương xứng với đoạn mở mắt ghép. Bởi nếu không tương thích, khả năng tiếp hợp mắt ghép và cành ghép sẽ chậm, thậm chí về sau có thể bị chết. Với một người non tay như tôi, cầm dao còn lóng ngóng, chính vì vậy tôi phải nhờ anh hướng dẫn nhiều lần rồi mới thử ghép xem thế nào. Trong trường hợp mở mắt ghép mà nó xấu quá thì ta có thể dùng dao làm lại. Có nghĩa là chỉnh sửa lại cái mắt ghép cho nó đẹp. Tạo nên các vết cắt lại mới thật nhẵn, mịn. Sau đó ta tiến hành ghép lại. Anh Kỳ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho tôi không được để tay vào vị trí mở mắt ghép và lấy mắt ghép. Nếu cho tay vào những vị trí này, về sau cây rất dễ bị ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Sau một hồi thao tác và được sự trợ giúp của anh Kỳ, tôi đã hoàn thiện quá trình ghép mắt nhỏ có gỗ trên cây đào. Đối với đào cảnh, có hai cách ghép, đó là ghép đoạn cành và ghép mắt nhỏ có gỗ cho hiệu quả cao. Lấy mắt ghép theo tiêu chuẩn. Không để tay vào vị trí mở mắt ghép, cành ghép. Cắm mắt thật khéo. Vị trí mở ghép và mắt ghép phải tương xứng. Quấn chặt lại bằng ni lông trắng chuyên dụng.
Trồng cây đào mới hoặc gốc của các cây đào chơi hoa vào dịp Tết xong nên trồng vào tháng 1 đến tháng 2 âm lịch, hoặc nếu không kịp làm đất thì có thể trồng vào tháng 3 đến tháng 4 âm lịch. Tuy nhiên, sinh trưởng sẽ kém hơn so với trồng từ tháng 1 đến tháng 2 âm lịch. Đào có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau như đất sét, đất cát, đất nhiều sỏi, đất hơi chua, nhưng thích hợp nhất là đất có pH từ 5,5 đến 6, là đất thịt nhẹ hoặc đất nhiều mùn. Theo anh Kỳ, trồng đào liên tục trong 3 đến 4 năm nên trồng luân canh với một số cây họ đậu như đậu tương, lạc, vừng, vân vân, bởi cây họ đậu có vi khuẩn nốt sần, chúng có thể tham gia vào quá trình cố định đạm cho cây, làm cho đất tơi xốp và có nhiều chất dinh dưỡng. Đồng thời, khi trồng luân canh với cây họ đậu còn giảm được nhiều sâu bệnh trên cây đào. Do vậy, làm giảm chi phí dùng thuốc trừ sâu cho đào. Đào cảnh là cây ưa ẩm, sợ úng. Trước khi trồng cần phải lên luống. Về trồng đào thì trước tiên là ta phải lên làm luống để trồng đào. Thì luống để trồng đào thì ta phải làm luống cao. Thì luống cao thứ nhất là luống phải cao từ 25 đến 30 cm. Mặt luống thì rộng là 1 mét, rãnh thoát nước là rộng 30 cm. Để trồng được đào thì khâu đào hố cũng cần phải lưu ý, tùy thuộc vào từng loại đất và địa hình mà đào kích thước hố khác nhau. Thông thường, hố có kích thước 0,4 mét x 0,4 mét, nếu tầng đất ở dưới rắn chắc như đất sét, đất đá ong thì nên đào hố rộng hơn thay vì đào hố sâu. Đất xấu, nghèo dinh dưỡng cần đào hố to hơn. Khi đào hố trồng cây, anh Kỳ đã nhắc đi nhắc lại cho tôi nên để riêng lớp đất màu phía trên mặt về một bên, lớp đất phía dưới về một bên để sau khi trồng cây xong, lấy đất màu phía trên lấp vào gốc, vừa tiết kiệm được công chở đất màu, vừa tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển ngay từ giai đoạn trồng. Khi mà bón lót đối với cái đào lưu gốc và cái đào trồng mới này thì cái tỷ lệ phân bón có khác nhau không ạ? Đối với lại bón lót thì đối với cây đào trồng mới thì trước khi trồng từ 7 đến 10 ngày thì ta đã bón cái lượng phân chuồng hoai mục xuống hố để tạo cái dinh dưỡng ở dưới hố để cho cây. Còn đối với lại cây đào lưu gốc, có nghĩa là cái cây đào mà để gốc tại vườn hoặc là ta đem về trồng mới, thì cái ta bón phân là cái lượng phân chuồng ta bón là ở xung quanh cái gốc của cái tán của gốc ấy, để sau đó thì ta lấp đất lại, và cái lượng phân bón giữa hai cái thì là nó cũng tương đương như nhau, gần như nhau, mà cái lượng phân chuồng đối với lại cây trồng mới thì có thể là nhiều hơn một chút để tạo ra cái nguồn dinh dưỡng nó nhiều hơn. Đa phần các cây trồng sau khi bón lót xong sẽ tiến hành trồng cây luôn. Nhưng đối với cây đào, để tránh bị sốc khi bộ rễ tiếp xúc với phân, các khí độc trong phân thoát ra, trước khi trồng cây vài ngày, cần bón lót toàn bộ phân chuồng hoai mục. Thực tế hiện nay nhiều nơi không có sẵn phân chuồng để bón lót. Anh Kỳ chỉ cho biết nếu không có đủ phân chuồng có thể dùng phân vi sinh với lượng phân tương đương phân chuồng để thay thế. Bón lót cho một xà Bắc Bộ 360 m², phân chuồng từ 700 kg đến 1 tấn. Nếu không có phân chuồng, có thể dùng phân vi sinh với lượng tương đương phân chuồng để thay thế. Sau khi ghép được từ 3 đến 4 tháng, chiều cao cây đạt từ 30 đến 40 cm, tiến hành bấm ngọn và có thể mang đi trồng. Trồng mật độ như sau: 2.000 đến 5.000 cây trên 1 hecta, tương đương với 70 đến 200 cây trên 1 xào Bắc Bộ. Tùy thuộc vào đào trồng gốc và đào trồng cành, khoảng cách cây là 1 mét. Các cây trên hai luống kề nhau nên trồng so le nhau để tận dụng tốt ánh sáng của mặt trời.
đối với cây đào thì nó để cho cây sinh trưởng phát triển tốt nhất thì ta nên trồng nông ở trên lớp mặt và không nên vùi sâu quá. Tại vì nếu ta vùi sâu quá thì làm cho cái bộ rễ nó sinh trưởng phát triển kém thì cây sẽ kém phát triển. Chính vì vậy nên là trồng đào thì ta nên trồng nổi trên mặt để cái bộ rễ được nó phát triển tốt nhất, để cây nó sinh trưởng phát triển là tốt nhất. Nên là ta đặt cái bầu là nông ngay trên mặt đất. Sau khi đã đặt cây vào hố thì ta tiến hành lấp đất lại. Tiến hành lấp đất để kín tới mặt của bầu là được là đạt. Đấy, sau khi lấp xong thì ta phải là nhẹ xung quanh bầu để cho cây để cố định cây. Như vậy, hoàn tất quá trình trồng cây đào mới, tôi nhận thấy ở công đoạn này cũng đơn giản, chỉ cần lưu ý một chút khi lấp đất cho cây, lấp vừa kín cổ rễ, không nên lấp đất quá sâu mà ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Cuối cùng là tưới nước để giữ ẩm cho cây. Khâu đầu tiên của quá trình chăm sóc đào cảnh là tưới nước. Việc tưới nước không đúng, cây sinh trưởng phát triển kém. Ta thường xuyên phải tưới ẩm cho cây trong giai đoạn đầu để cho cái bộ rễ của cây nó sinh trưởng phát triển tốt. Thì tưới ẩm cho cây thì trong 3 ngày đầu thì ta phải tưới thường xuyên, ngày nào ta cũng phải tưới để đảm bảo độ ẩm cho cây. Lúc nào cũng phải giữ độ ẩm là 70%. Đối với những cái đất mà nó rắn thì ta có thể dùng que chọc xung quanh gốc cây khoảng 2 đến 3 lỗ xung quanh gốc để tạo nên cái độ hở cho đất. Sau đó thì ta tiến hành tưới nước vào thì tạo nên được cái độ ẩm cho cây. Khoảng cách chọc cách cái gốc ta mới trồng là từ 25 đến 30 cm để cho nó không ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây. Thông thường khi tưới nước cho cây, tôi thường tưới ướt cả thân và lá, nhưng đối với đào mới trồng thì không làm như vậy. Tôi đã hỏi lại anh Kỳ về cách tưới cho cây đào. Và đối với những cái cây ta mới trồng thì ta tưới nước thì ta nên tránh là để cho nước tiếp xúc trực tiếp với lại thân cũng như là cành của cây. Thì tại vì là những cái gốc ta mới trồng xuống thì là ta mới cắt tỉa cành, nên là nếu như mà nước tiếp xúc thì có thể là tạo ra cái môi trường để cho vi khuẩn cũng như là nấm bệnh nó có cơ hội để xâm nhập và gây ảnh hưởng đến cây. Để tận dụng rơm, dạ và tàn dư thực vật, sau mỗi vụ thu hoạch, cần thu gom lại để tủ gốc cho cây đào sẽ giảm được chi phí phân bón và chăm sóc cho cây. Song song với lại quá trình tưới và chăm sóc cho cây thì ta có thể tiến hành thêm một biện pháp kỹ thuật nữa, đó là ta phủ rơm dạ vào gốc của các cái cây đào ta mới trồng để nhằm mục đích thứ nhất là giữ độ ẩm cho gốc, thì để hạn chế cái việc ta phải tưới nhiều. Thứ hai là hạn chế cỏ dại mọc xung quanh gốc cho cây. Thì các vật liệu có thể phủ xung quanh gốc đào thì có rất nhiều vật liệu, trong đó thì phổ biến có thể là rơm hoặc là dạ, các gốc dạ ta phủ với một lớp dày từ 3-5 cm. Khi phủ rơm thì có cần phải phủ sát đến gốc này không ạ? Phủ rơm thì ta phủ cách gốc ra từ khoảng 10 cm để cho nó có cái độ hở của gốc, sau này tiện cho quá trình chăm sóc cũng như là tưới tưới phân sau này cho cây. Sau khi trồng cây đào được khoảng 25 đến 30 ngày thì ta tiến hành bón thúc phân NPK cho cây. Thì lượng phân bón trên một sào bốc bộ có thể là từ 40 đến 60 kg trên một sào. Và ta có thể hòa phân NPK với lượng là từ 15 đến 25 gram cho 10 lít nước và ta tưới trực tiếp vào cây. Anh Kỳ nhắc tôi nhiều lần, khi tưới phân cho đào nên tránh để phân tiếp xúc vào lá. Nếu vào lá sẽ gây hiện tượng cháy lá, ảnh hưởng đến hình thức cây đào về sau.
Quá trình bón phân cho cây, ta tiến hành bón thuốc cho cây từ tháng 2 đến tháng 8. Cứ cách từ 15 đến 20 ngày thì ta tiến hành bón thuốc phân cho cây một lần. Kết hợp với bón thuốc phân cho cây thì ta tiến hành nhặt cỏ mà xới sáo quanh gốc để tạo cái độ tơi xốp cho xung quanh gốc cho cây để cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Song song với quá trình đấy thì ta có thể tiến hành phun một số cái thuốc kích thích sinh trưởng, ví dụ như rong biển, Atonic, để làm cho cái cành lá, cành cũng như là tán cây được xum xuê hơn để tạo nhiều cái cành tán hơn. Song song với quá trình bón thúc, chúng ta tiến hành xới sáo, vét luống, nhặt cỏ dại, tạo sự tơi xốp thông thoáng cho cây, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Đào cảnh cũng là đối tượng gây hại của một số sâu bệnh như nhện đỏ, dẹp sáp, sâu đục thân, sâu đục nõn, vân vân. Một số bệnh như bệnh chảy gôm, bệnh thủng lá, bệnh phấn trắng, vân vân. Nếu mức độ nặng cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Để giảm sâu bệnh, ta áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM. Vệ sinh đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra vườn cây, cắt tỉa những cành sâu bệnh, cành già. Cành vược nằm trong tán lá để vườn cây thông thoáng. Sau trồng không nên tưới nước vào thân cây để giảm bệnh chảy gôm. Ngoài biện pháp thủ công, chúng ta có thể dùng thuốc hóa học để phun phòng. Phun theo nồng độ khuyến cáo trên bao bì. Dẹp dùng thuốc Cepha, Alphatin, Tri Bông. Nhện đỏ dùng thuốc Comin, Nisorang, Sopathion. Dẹp sáp dùng thuốc Sopathion, Polychin, Pegasus kết hợp với chất bám dính. Sâu đục thân dùng thuốc Regan, Alphatin, Ophatoc. Bệnh chảy gôm dùng thuốc Daconin, Fuhagen, Cosai. Bệnh thủng lá dùng thuốc Ridomin, Alet, Mancozeb. Bệnh xoăn lá dùng thuốc Mancozeb, Zinep, Daconin. Bệnh phấn trắng dùng thuốc Anvin, Alet, Ridomin, Daconin. Các thuốc trên dùng theo khuyến cáo trên bao bì để phun phòng. Khi đã phun phòng mà mật độ sâu bệnh vẫn cao, chúng ta nên dùng tăng nồng độ lên 1/3 so với nồng độ ghi trên bao bì để hiệu quả diệt trừ sâu bệnh cao hơn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bà con cái cách pha thuốc để phòng trừ cái sâu đục nõn ở trên cây đào. Thì ở đây tôi sử dụng thuốc bát sa với liều lượng pha là 20 đến 25 ml cho bình 8 đến 10 lít nước. Thì tôi sẽ tiến hành đổ thuốc vào bình. Sau đấy thì tôi cho nước vào bình. Sau khi tôi đã cho thuốc và nước vào bình thì sẽ tiến hành là lắc bình. Thì đậy nắp lại và lắc bình để cho thuốc nó được hòa tan kỹ vào trong với nước. Và sau đó người ta tiến hành phun cho cây. Thì tùy vào cái mức độ gây hại của cây trồng cũng của sâu bệnh cũng như là cái mức độ tán của cây
là cây to hay cây nhỏ thì ta có thể dùng từ 3 đến 4 hoặc là 5 bình trong 6 bộ. Khi phun cần phải mặc bảo hộ lao động, nắm được quy trình phun nhưng không phun quá nhanh hay quá chậm, phun khắp từ gốc lên xung quanh tán. Đào là cây cho thu nhập cao, đặc biệt là dịp cuối năm. Một xà Bắc Bộ 360m2 trồng mật độ từ 120 đến 150 cây. Với giá bán trung bình là 200.000 đồng một cây, trừ chi phí đi rồi, chúng ta có thể thu lãi từ 15 đến 20 triệu đồng sau một năm đầu tiên. Tuy nhiên, năm kế tiếp có thể cho doanh thu nhiều hơn nếu chúng ta đầu tư chăm sóc. Quý vị và bà con muốn biết thêm thông tin chi tiết về quy trình kỹ thuật nhân giống và chăm sóc đào cảnh, có thể liên hệ với chương trình. Kính chúc quý vị và bà con thành công!